Thịt mẹ là sau chửi em nhá. Đau không? Uống cái kẹo ra lau ô tô mẹ, lau đôi giày anh đi. Vâng. Thịt con mẹ bức xúc quá này. Chào mọi người nha, hôm nay nha. Hôm nay Bảnh sẽ dạy dỗ thằng em Bảnh cho mọi người xem về cái vấn đề là Bảnh rất chi là bức xúc nha. Bảnh rất chi bức xúc về cái vấn đề Bảnh vừa đi ra ngoài đường xong mọi người nói về cái thằng em của Bảnh đi xe nó ve ga này, bóc côn này, phi ga nhanh ở trong làng này, đường là trong làng này nhiều, trong làng Bảnh nhiều trẻ con với lại người già đấy, thì là như nào Bảnh vừa ra bị mọi người ta nói như thế, Bảnh rất chi là bức xúc luôn. Làng Bảnh nhá, làng Bảnh là làng Phúc Tinh, từ làng Bảnh ra đến thị xã Từ Sơn 3 km, cách đúng 3 cánh đồng tôi đồng luôn. Bảnh là hiện giờ đang sống ở trong làng, cho nên là các em Bảnh ở với Bảnh, ở trong nhà của Bảnh nó phải như nào, nó phải được lòng của mọi người hàng xóm, chứ không thể để mọi người hàng xóm nói ta Bảnh được. Bảnh rất chi là bức xúc luôn đấy, mọi người xem Bảnh xử lý cho em Bảnh vụ này. Alo, ai đây? Anh đang bận nhá, chờ anh tí nhá. Vi đâu rồi hả? Nó ra ngoài đấy, ngoài đó. Riêng ở với Bảnh, Bảnh bảo như là phải nghe em Bảnh nhá, rất chi là 0995 nè. Em Bảnh và bản thân Bảnh đây rất chi là bướng luôn nhá, thật sự luôn, để mà nói luôn, rất chi là bướng luôn, ra ngoài bất cứ một con lợn nào luôn, chưa biết sợ con lợn nào luôn. Đấy, nhưng mà như nào, về đến dân làng là như nào, là cái nơi sinh ra Bảnh, nó phải lét, mày đây vào đâu? Về nhà luôn tao bảo. Về luôn. Thì bạn sống với Bảnh nó phải lét, ở trong làng Bảnh đừng bao giờ để một tai tiếng gì ở trong làng Bảnh nha. Đi lại đi nhẹ nói khẽ cười duyên, gặp người lớn phải chào, không chào không được. Vậy mọi người chào tí, Bảnh đi đơ về, Bảnh khác, Bảnh xử lý cho mọi người xem vụ này. Chơi trò này hai em chết này, toàn toàn này. Anh chơi cái gì anh? Đây mọi người. Chơi trên mạng, bỏ đô YouTube của mình ra, lấy cái đô YouTube của mình chơi trò này luôn. Cho thằng gì à? Thằng TL gì đó quảng cáo này. Bilomo này Bảnh để dưới phần mô tả mọi người nhá. Đây là Bảnh bắt đầu chơi này. Đấy, Bảnh đặt này. Bảnh đặt sẽ đặt vào đặt tăng. Đấy, Bảnh đặt tăng, tài khoản của Bảnh đang là 4.700, Bảnh đã đặt tăng 2.000. Tăng 2.000 đấy. Đấy, nếu mà cái này nó cứ tăng lên thì là mình được. Nếu mà tụt thì mình thua. Nào đi nào lên đi. Bảnh dài. Cái tận kiếm tiền tiền hàng ngày thôi. Nên nghịch đây thôi. Phát được phát thua, nói chung là ngon đấy. Đấy ạ. Tăng rồi à, mà ăn chắc rồi, ăn rồi. 3.680. Rồi. Mày về chưa? Đâu anh cởi kìa. Anh ạ, à, em mới về anh. Vào đây. Mày về đâu vậy? Em vừa ra ngoài phố. Thế thì mẹ mày bao nhiêu ngày nay mày anh thật mày nào, anh bảo là ở với anh ở trong làng anh phải như nào, đi nhẹ nó sẽ cười duyên. Thế thì mẹ mày, anh vừa đi ăn cơm ở trong làng về, người ta nói là đi mẹ mày đi xe về Vega này, bóc côn này, mày đi đường trong làng đầy các quà già các trẻ con, mày đi vèo là như nào tí? Chiều thì bao nhiêu ngày rồi, bao nhiêu hôm rồi, đêm hôm thế đi chơi hai ba là hôm ai mà đi nhẹ thôi biết chưa, bịt mẹ hàng xóm nó nói sao trẻ nhỏ biết chưa, không phải bịt mẹ mà tôi thuê cả chung cư ở bên ngoài biết chưa, không ở với tao biết chưa, ở với tao trong nhà này là phải nhẹ nhàng biết chưa, không phải nhá, bịt mẹ nó xử mày luôn nhá. Phần tuấn đâu, mọi người lấy gậy vào đây, bịt mẹ mày làm đây. Bắt đầu lên bên này. Tôi đánh em đúng 3 gậy nhá, 1 gậy nhá. Là từ giờ nhá, đi xe nhá, không chuyện Vega. Bóc côn, cua, đi nhanh ở trong làng Cúc Tinh, Tam Sơn, Sơn Linh, bắt làng của ta biết chưa. Ở với anh là phải thế đấy chưa. Ra ngoài bướng nào anh không biết. Có địch mẹ ảm ra ngoài bất cứ một con lợn nào luôn. Nhưng mà trong làng anh là phải như nào, là phải nhẹ nhàng, hiểu chưa. Mình đi đâu mình bướng ở bên ngoài, trong làng mình không cần bướng. Trong làng mình đi đâu để địch mẹ các bà già phải cười. À, mấy thằng em của thằng khá này rất chia sao đi, rất chia bướng luôn, nhưng mà vào trong làng người ta phải khen phải cười biết chưa. Đấy là cái thứ nhất.
Con cái thứ hai nhá. Nhà chị anh là biết. Nhà anh Thỏa có trẻ con giận anh là từ xe từ trong sân của mình phi ra ngoài. Phải rất chi là nhẹ nhàng thôi. Hiểu chưa? Vì cái ngõ là mình không có đường nhìn, mà ngõ là mình ra phát đâm vào thẳng vào người khác luôn, biết chưa? Mà mày cứ phi vẻ vèo vèo ra đâm vào đứa trẻ con thì làm nào? Chứ có phải cười không? À, người ta rất lễ mình, như ngược lại mình phải tôn trọng người ta, hiểu chưa? Cái làng này là cái làng nông dân. Bình thường nhá, các cái người ở cái làng Phúc Tinh này mà nhìn thấy cái anh em mình thì mệt lắm mấy người. Nhìn thấy cái mặt của anh em mình là rất chi là sợ và ghét rồi, đúng không? Như vì sao? Ở bên bao ngày tháng anh em phải sống ngoài hài hòa, ra đường gặp người lớn phải hỏi, biết chưa? Làm thế nào để người ta quý nhá? Mày đánh mày ba gậy, một tội là tội đi xe lượn lách các thứ. Thứ hai là ra đường gặp người già phải hỏi. Thứ ba là cấm ego các thứ. Đêm thế đi lại ít thôi, biết chưa? Ở bên anh là phải như thế, còn không anh thuê cho cả chung cửa bên ngoài luôn nhá. Đấy. Anh vừa phải đúng ba gậy nhá. Thịt mẹ là sau chừa em nhá. Đau không? Là sau rút kinh nghiệm nhá. Bất cứ một thằng nào luôn, kể cả thằng Linh Kèo, thằng Tuấn, thằng nào thế nhá. Anh bảo không nghe anh đọc, biết chưa? Con thịt mẹ mày dám đặt tấm bật lại không? Chưa có một thằng em nào dám bật lại anh cả nhá. Anh ra ngoài năm nay là 25 tuổi rồi, 26 tuổi rồi. Ba, tất cả từ trước này những thảo đã gọi anh bằng anh, đúng không? Chưa có một thảo dám quay đầu lại mà nói xấu anh, đúng không? Mày này em anh bao nhiêu năm rồi? Ba năm chưa? Ba năm ở gần anh, còn địt mẹ từ ngày làm anh, từ đầu năm 2011 đến bây giờ ba năm rồi. Đúng rồi, tất cả những thằng em, bây giờ thằng nó làm chưa? Kể cả thằng Mạnh Dũng, đúng không? Địt mẹ mày bướng cái đâu, bướng bảo 1,1, 2,2, đúng không? Thằng Mạnh Dũng nó bướng nhà mày biết chưa? Địt mẹ nó tiên du nó chiếm 97 ấy. Địt mẹ vùng vẫy đất tiên du như nào? Cái đất tiên du thà làm việc đó chưa? Đúng không? Đến bây giờ địt mẹ nó tiên án thì sự trong người nó như thế, mà bây giờ con người nó vẫn hay ngang bây giờ như thế. Địt mẹ anh bảo nó còn phải nghe, còn mày mà chưa làm gì cả, biết chưa? Bất cứ con lợn chưa làm gì cả, biết chưa? Anh bảo mày nghe, địt mẹ mày tao đi uống rượu hơi bức xúc. Ngồi trong nàng bảo địt mẹ mày xe mày Vega về cùng với cố ga về cùng là như nào? À, địt mẹ mày, mày cứ cậy mày làm em tao không ai dám làm gì, mày cứ Vega về cùng à? Hay như nào? Địt mẹ mày bọn đồng niên tao 93 nó hơi bướng đấy. Hai gậy mày nhá. Địt mẹ mày chưa ngồi lên. Địt mẹ cái tội này tội nhỏ nhất, biết chưa? Cái tội thứ hai, quần áo anh phơi ra, quần áo anh giặt, anh bảo mày cách giặt con giết tao phải giặt rũ ở đàng hoàng, biết chưa? Anh địt mẹ thay ba giặt luôn, biết chưa? Giày anh đi về là phải sạch sẽ luôn, chứ đừng để hôm sau anh đi lại mà nó bẩn, biết chưa? Địt mẹ mày bực hết cả mình. Ông mày ra ngoài đây. Đấy nhá, phong cách của Bảnh dạy em nó là như thế. Đấy, Bảnh không biết anh em xã hội dạy em như nào, hay là anh em sống xã hội như nào, so với các em có hội anh em xử lý như nào, hay là có những một số thành phần những người anh người ta sẽ như nào xử lý trước việc như nào. Kệ mẹ nó bảo là chẳng nghe thì thôi, hay hoặc là kệ mẹ nó bảo là chẳng nghe thôi cho đi, không cho nó ở đây nữa, hay như thế. Như đây Bảnh không thế, Bảnh vẫn phải giữ em của Bảnh lại. Vì sao? Em của Bảnh nó phải là em của Bảnh mãi mãi, kể cả bây giờ mày là em của tao, mai sau mày có lập nghiệp cơ duyên, mày có lấy vợ lấy chồng, mày có ở với nhau, vợ chồng mày ở với nhau như nào, 30 năm sau mày bị mẹ mày đến ngày những ngày lễ Tết, những ngày rằm tháng 8 cái thứ, mày vẫn phải là quà cáp cho tao. Bảnh sống nó phải là như thế đấy. Cho nên là Bảnh như nào, Bảnh yêu Bảnh quý Bảnh mới đánh, chứ Bảnh ghét thì là thôi, đến bây giờ tính mày như thế không hỏi được với tao nữa thì thôi anh em mình chia tay đấy, chứ không có bao giờ có chuyện là Bảnh không xử lý em Bảnh được. Bảnh tuổi đời còn rất trẻ thôi, nhưng mà em Bảnh rất đông. Hiện tại đang ở với Bảnh, 4-5 người đang ở trong nhà với Bảnh. Bảnh phải xếp các em của Bảnh như nào? Thảo đến với tao trước, anh Khá, xong đến mày, xong đến thằng này, xong đến thằng kia, xong đến thằng kia. Đấy, ví dụ như cái thằng đến sau mà nó có hơn tuổi cái thằng đến trước thì thằng đến sau vẫn được gọi bằng anh, không cho con cái kia, mà thằng đến sau vẫn được gọi bằng anh. Nhưng ngược lại, sự tôn trọng của mày không bao giờ được với tao, coi sự tôn trọng thằng đến trước với tao hơn. Đấy, chứ không thể cá mè một đứa được, không thể ăn rồi chúng mày cãi nhau rồi đến lúc chúng ta xử lý được. Anh em phải vung đét, một là một, tao xa thằng nào đấy làm. Đấy, Bảnh nó là như thế mọi người ạ. Còn thằng Linh Kèo nhá, anh em phải bảo nhau biết chưa? Vâng.
thì mày à mày, chứ không phải là cái kiểu như là nó sai mà mày là cứ im im im, mày không nói gì đâu. Nó sai mày phải đập vào mặt nó, biết chưa? Chứ không phải những cái việc vớ va vớ vẩn, những cái việc lằng nha lằng nhằng như là nó không dọn cái này không dọn cái kia, mày cũng nên phải bảo tao. Thì mẹ một ngày tao bao nhiêu việc, một ngày tao bao việc, và những cái việc vớ vẩn đấy anh em chúng mày không bảo lẫn nhau thì bây giờ tao như nào? Việc gì anh phải đến tay, đúng không? Biết rồi. Anh em phải tự bảo nhau. Vâng. Hôm nay anh say mới nói như bọn hôm anh bao giờ anh thèm nói chúng mày đâu. Vâng. Hôm nay đừng để anh bực mình nhá. Vâng, vâng. Làm vị nữa nhá. Đừng để anh nói nữa. Anh em sống thế thôi. Có duyên anh em mình mới gặp nhau thôi, đúng không? Sống nào để anh em mình nó trọn vẹn. Còn sống với anh lúc nào anh để các em phải lể luôn. Còn em của anh nhá, ra ngoài đoạn ngẩng mặt lên bố mày mẹ mày. Em anh khá ảnh luôn, chứ đéo bao giờ để các em phải cúi mặt, đúng không? Ra ngoài bất cứ một con lợn là luôn, cũng đéo bao giờ có chuyện là lệch gì với anh em mình, đúng không? Mà mình cũng đéo là để anh em khác phải suy nghĩ. Đấy, cứ thế mà sống nhá.